con gì ấy? Ô mà đây, ô kìa. Ô to quá mọi người. Đấy. Ô. Yeah. Ô. Chú ơi à. To quá mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Anh em tôi hôm nay lại đi ra biển câu ấy mọi người. Mọi người nhìn đến rất nhiều thuyền luôn mọi người. Hôm nay anh em tôi đi ra ngoài biển câu xem có gì tôi sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé mọi người nhé. Mọi người xem của mình mà hay thì mọi người nhớ cho mình một like mọi người nhá. Ôi, không phải để mọi người đợi lâu nữa đâu. Bây giờ anh em tôi chuẩn bị đi luôn đây mọi người. Mọi người đoán xem video của mình nhé mọi người nhá. Đang câu chỗ này độ sâu 48 mét mọi người ạ. Tăng thả. Đây nhá mọi người nhá, nhìn đây là cái số bao nhiêu mét đây nhá. Đấy. Nó nhảy lên số 4 bao giờ 48 50 mét thì mình sẽ dừng lại mọi người. Đấy, 48 mét. Cái lúc con cá mà nó ăn đúng không? Ừ. Cái anh quay cứ nó theo ăn kệ anh quay chậm lên mà thấy nó không theo nữa. Ừ. Anh lại thả xuống. Kiểu nó không đua theo mồi anh nữa, anh lại thả xuống nữa cho nó theo. Con gì ấy? Ô mà đây, ô kìa. Ô to quá mọi người. Đấy. Ô. Yeah. Ô. Chú ơi à. To quá mọi người ạ. Nắng quá rồi. 2 giờ nắng kia. Hơi chua chua vậy em này. Nắng. Phải nhớ bỏ. Phải nhớ bỏ áo phao ra. Bỏ áo phao ra thì công an gặp thì lại phiền phức. Nên là không dám bỏ mà đeo vào nó vướng nó nóng. Mùa nóng, mùa lạnh mà như thế này là mùa nắng chết nữa. Không biết sao đây. Cái đoạn này bao nhiêu mét đây? Mấy chục mét đây. Được một con rồi anh em ơi. Cái gì vậy? Được rồi, mà đai chắc mà đai rồi. Con này khả năng là to hơn ạ. Có mắc cái gì đấy không? Không mắc gì hết. Còn được không? Đập gì này kéo cao mít cần này. Còn bao nhiêu mét? Còn 25 mét nữa. Thôi làm tí không? Anh lưỡi ngay cương ngắm quá rồi. À, anh biết cách câu gì đấy. Bu đi chàng. Bu đi. Đấy, số chi xa hải tử à. Mấy mét nữa? 5 mét nữa. 3 mét nữa. Đi chim. Ai, arigato gozaimasu. Đi tay ra con này. Ê anh em ơi. Đây là đừng có to mọi người ơi. Chết bà, không biết em quay có trúng không, em lom nhìn to quá. Đẹp cây. Đây, quay đây rồi anh. Câu từ sáng bây giờ mới được anh em ạ. Không được kìa. Không à. Hai người được mọi người ơi. Đây là quay của ổng à. Thôi không còn quay ở ông đấy được. Thôi mình quay mình rước cá đi. To ghê không? Này cỡ 50 không? 40. Không, 50 cm. Được 50 á. À. Đang nằm ngủ ngon. Nãy em ngủ lâu chưa anh Toàn? Ngủ 10 phút, em rất ngủ 10 phút. Thì có 10 phút rồi em.
Ừ, thế thôi. Mình chạy từ bên kia sang bên này câu. Sướng không? Câu này sướng không? Sướng đấy. Lấy gì? Lấy cái kẹp kia. Ừ, bỏ vô cho nó chết bắt phí. Ừ, lấy cái xúc nghiêng cái vợt đem đi. Đem vợt vào đó bỏ luôn. Đi. Rồi, bỏ. Đi mọi người nha. Ủa sao? Máy quay. Từ anh Toàn. Sao nó không có tên này? Cá này nó không có tên à, có mà mờ quá. Ờ ừ. À, đi để chết mất. Mọi người ơi, đây được có 2 6 con mọi người. 6 con này thôi mọi người nhá. Quá gì có mày. Thôi mình bọn mình chuẩn bị về đi mọi người. Kết thúc video đây nhá mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người xem video mình nhớ đăng ký ủng hộ mình giúp mọi người nhá. Bye bye mọi người. Đây mình là con to nhất đây mọi người. Con từ con cà cam 1, 2, con 3, con của mình. Bye bye mọi người nhé.